tha cái gì này các bạn, tha nè, tha đã keo nó ra cục cục luôn, thấy không? Đó, keo nè, keo ra cục cục này. Đó, chậu mini, đó, mình quay từ dưới lên nha, coi. Keo này tha rất nguy hiểm, nó bơm da, bơm cục cục chứ không là nó không có ra cái nhánh nha. Bây giờ cái này nó chịu ra đó. Có các bạn yêu cầu tôi, có người yêu cầu, các bạn yêu cầu là review những cây đổ để xem kỹ, thì mình xin review lại những cây đổ. Đây cây nữa các bạn, đây cây đó, ông này nó ra rất là độc non quá trời luôn. Đó, trái nè, trái nè, thân rất là đẹp, đó lắc lượng luôn đó, thân nè. Cái chậu này cũng chia làm một ni nha. Cây đổ, cây này thì đổ nó dài hơn cái cây mới vừa, cây trước đó, thấy không? Rồi, cây đổ tổng thể. Tìm một cây đổ nữa các bạn. Cây đổ này chưa giao lưu được tại vì nó đang còn sửa thân cảo, nhưng mà trái rất là nhiều. Đó, trái nè, tổng thể trái nè, thấy không? Đó, trái quá là nhiều trái. Có người yêu cầu mình quay những cây đổ mini các bạn cho xem, sẵn mình quay luôn các những cây đổ mini của mình cho các bạn xem. Đó, những cây mini, những cây mini nha. Đó, mini đây, cây mini thấy chưa, cây này trái rất đẹp. Đó, rồi đây cây mini nữa, cây này tàng trinh luôn. Đó, cây mini đang cho qua cho trái. Đây cái tàng đây. Đó, đang cho trái này. Cái hoa đang nở nè. Đó, trái nè. Đó, vừa có hoa nữa nè. Đó, hoa nè. Đó, hoa chi chít nè. Chuẩn bị ra đây rất là nhiều hoa. Cái mini nha, tổng thể cái thằng, tổng thể thằng, thân đây, thân này, đó quay thân nha các bạn coi, quay kỹ luôn, đó, rồi ra bông quá trời bông luôn, cái này nó cho trái là hình như là xuống năm luôn đó nha, đó, thân ở đây. Các bạn có bạn yêu cầu là mình quay những cây mini, nó đây trái nè,
Đấy, cây này hình như là cho trái, nó ra ra trái hoài, vô mùa nó trái mới nhiều. Đó. Thấy không? Đấy, cây mini, cây tàng riêng nha, tàng riêng. Cây mini nha các bạn. Cây này bảo đảm là trái rất là đẹp. Quay thêm cây mini nữa. Đây. Cây mini đang cho trái. Không. Cái gốc rất là bự nè, so với cái mình nè, gốc này hoành cũng bự lắm nha, to lắm. Trái nè. Trái. Cái này được rồi, trái cũng nhiều lắm. Mình có clip á, trái nè, trái to luôn á, trái nè. Đây nè. Đó. Rồi nó vừa cho ra bao qua các bạn đây. Chỉ cái tay vô nè các bạn thấy nè. Đó, qua nè. Qua chi chết luôn qua nè. Ở đây sao mình không hiểu sao nó cho trái qua liên tục đây nè. Không, nhưng mà vô mùa thì trái nó rất là nhiều. Cây này thì nó mới cho trái một lần các bạn, lần thứ hai nè. Đó, trái nè, cái gốc rất là to, củ này rất là bự nè. Không. Nó thấy củ chưa? Củ rất là to. Đó, quay tổng thể thân cho các bạn coi. Tại vì có người yêu cầu mình phải quay cái mini để đó, không đây 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 này là cái gì, mình chỉ là đây là những cái hoa nữa các bạn, cái hoa nó ra nè, ra chi chít luôn nè. Cái này mình cũng mới phát hiện các bạn nè, thấy ra hoa nè. Đây cho trái nè các bạn, trái đây. Nói chung là trái rất là, cây này trái thì nó hiện giờ nó ra đã được hai ba, còn cái hoa đó ra được ba. Đó, mình nó cây trái nó hàng hà luôn. Đó. Ở đây cây mini nữa, đây. Đây cây mini các bạn, cây dáng đổ. Đó. Thế quay méo đầu luôn, đó, đổ nè. Cái này nó lột da chứ không có gì nha các bạn, chứ không phải đó mình cắt cái mình kéo ra nó lột cái da thì nó bao lại rồi không có gì hết. Nó dễ nó đổ đó, tổng thể cây nè. Đó gột xuống rất mini rất đẹp. Còn cây này mình mới sửa lại các bạn, hiện cho trái nè các bạn, nó trái nè. Không, cây năm thân, bụi năm thân. Cây này là bứng tại đảo, tại bán đảo Vĩnh Lợi các bạn, mình thấy bứng mình mua luôn. Trái nè các bạn, trái rất là to, thấy chưa? Đó, trái nè, cái này được rồi, cũng bị hơi bị bệnh rồi mình làm lại, này nó cho trái lại các bạn, đó. Tổng thể rất là đẹp, âm thân, gốc rất là to, đây, gốc này khoảng cũng 40, một cốt nha, lên 5 thân. Cây mini đó các bạn. Rồi mình xin nguyên clip tại đây nha các bạn. Những cây mini mình đã, rồi đây cây mini mình đang cho qua, mình đem vô nhà các bạn. Mình đang uống cái này, mình cũng không muốn giao lưu với các bạn nữa. Đây nè, đang uống nè, cây mini nè. Đang cho qua cục cục nè, nhưng mà đang uống cái thân nè. Đó, do đó cây này nó chưa hoàn chỉnh. Mình chỉ quay cho các bạn xem thôi. Đó, trái nè các bạn thấy không? Đó. Cây nè, cây nó cho trái nè, mình cho qua luôn nè. Cây này nó hai ba tầng luôn, qua trái vừa lớn vừa nhỏ vừa chín rồi là vừa nổ bông rồi mới ra nổ đủ thứ đó. Ở vườn mình là Hải Châu nó có đặc thù vậy đó. Thấy cây này nè, bạn thấy không, nó ra qua nè, rồi chi chích từ trong nách lá ra nè. Đó, nhưng vài bữa nó mới thấy nó nhiều. Đây, clip cái tay mình kết thúc nha các bạn. Tại vì còn cái clip cái cây này mình sửa bằng búa đó các bạn, nãy cho qua nè các bạn. Cây này mình nói là có trái là lúc nào cũng có hoa có trái. Đây nó hoa nè, có thấy không, thấy hoa chưa? Đó, hoa rất là nhiều hoa.
Cây này nó hôm Tết, Tết năm nay là mình sẽ tạo cho nó một cái trái rất là nhiều, tại vì nó mới sửa là cái thế này, mình cho nó ra cho nó sung rồi đi ha. Rồi mình sẽ tạo ra đó, mấy cây mình quay cái clip quấn vàng đen, mình không có giao lưu nha các bạn, tại vì cây nó chưa đủ còn, nó còn trong cái giai đoạn sửa. Đây cũng cho qua nè các bạn, thấy không, nó qua nè, cây này cũng đang giai đoạn sửa nè các bạn. Mỗi cây này thì trái các bạn, trái nó rất là nhiều, nằm xen chút ở trong cái đó nè, tại nó xanh rồi mình nó đẹp màu quá. Cây này đổ mình cũng chưa có giao lưu nha các bạn, cây này tại vì mình đang sửa nè, đang cạo nè nó, nhưng mà trái rất là nhiều đó, trái rất là nhiều, cái này cho 3 đợt trái rồi đó các bạn. Cây này mốt một tháng rổ nữa trái nữa cho các bạn xem, nó trái rất nhiều, trái rất là to đó. Đây cây mini nữa các bạn, thấy không, trái nè, trái đây các bạn, đây đây cục cục luôn nè, trái nè các bạn thấy không, tay để vô trái nè nó, nhưng mà cây này chưa có chín, bởi vậy nó chưa có lên màu đó. Đây, trái nè các bạn thấy không, trái này mình chuyển tay vô này nó cục trái luôn, trái cục luôn, không thể cây hai thân nha. Rồi kết thúc clip đây nha các bạn.